Rồi chào anh em nha, mình dọn kho mình thanh lý nha. Mình thanh lý hồng xăng Winner và hồng xăng Exeter của SCK Racing Malaysia, hàng chính hãng ha. Dọn kho thanh lý bán lỗ xả bỏ luôn. Thì hồng Winner này mình sẽ còn hai size là size 36 và size 38. Còn hồng S150 này mình còn size 34, 36 và 8, 40 ha. Giá công ty là 1.650.000 một cái. Hôm nay mình còn dọn kho thanh lý còn một ít, mình xả bỏ luôn. Mình xả bỏ là bán là chỉ 550 một cái thôi nha anh em. Xả bỏ. Đây, hàng chính hãng hồng SCK. Trên tay mình đây là cái hồng Winner Sonic. Đó. Hàng mới cứng 100% nha anh em, chưa qua sử dụng nha. Xả bỏ thanh lý. Đó, bán bỏ luôn nha anh em. À, Winner Sonic còn hai size là hồng 36 và 38 nha. 36 38 là cái lỗ đường kính này nha anh em. Đó. Xả bỏ thanh lý là chỉ 550 cái thôi. Còn đây là hồng của Exeter. Exeter thì mình còn size 34, 36, 38, 40 nha anh em. Đó, mình cũng thanh lý luôn. Đó, cũng thanh lý là đồng giá mỗi một cái vậy là 550 thôi. Đó, anh em nào có nhu cầu hoặc là càng ngày cứ alo mình. Máy hồng này chuẩn lắm nha, anh em, hàng chính hãng của SCK nha. Đó. Hàng chuẩn nha anh em ơi. Rồi, anh em càng cứ alo mình nha. Anh em càng cứ alo mình, còn ít mình thanh lý xả bỏ cho anh em xài đồ ngon giá rẻ nè. Anh em càng cứ alo mình nha.